Nguyễn Văn Thiệu cấm Biển Đông vay 3 tỷ đô của Mỹ để làm gì? Thì ra, Nguyễn Văn Thiệu đã bán Biển Đông với giá 3 tỷ. Chào những anh em thiện lành, lại là Mr. Xuôi đây. Bao nhiêu lâu thì bán được 1 tỷ gói mè là câu hỏi gây hóc búa, đồng thời là câu nói trending trong những tháng cuối của năm 2021. Không ai dám chắc trả lời đúng được là bao nhiêu lâu sẽ bán được 1 tỷ gói mè. Nhưng mà có một điều chắc chắn rằng ai cũng có thể trả lời được một câu hỏi khác trong cuộc đối thoại hài hước mà trông như là sắp va chạm nhau đến nơi của diễn giả Phạm Thành Long với người tham gia trong một hội thảo doanh nhân ngày hôm ấy. Đó là 20.000 là một đô đúng không? Thật ra, tính theo tỷ giá hiện nay thì một đô la Mỹ tương đương với 22.690 đồng Việt Nam. Như vậy, 3 tỷ đô la Mỹ sẽ bằng 68.000 tỷ Việt Nam đồng. Một con số có mơ cũng không ai mơ tới vì họ chắc chắn chưa bao giờ gặp nó trong đời và cũng sẽ lúng túng khi đọc nó để mà ước với bụt. Nhưng đó lại là số tiền mà Nguyễn Văn Thiệu nhận được khi cắm Biển Đông cho Mỹ. Tại sao ông ta lại có hành động bán nước như vậy? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay nhé. Nguyễn Văn Thiệu sinh ngày 15 tháng 4 năm 1923 tại Phan Giang, Tháp Chàm. Quê gốc của ông là làng Chi Thủy, xã Tân Hải, quận Thanh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ngoài tên Thiệu, ông còn hay được gọi là cậu Tám, không liên quan gì đến việc ông có hoạt ngôn hay là buôn chuyện, mà vì ông là con út trong gia đình có 7 người nên lúc đó được gọi là cậu Tám. Như kịch bản quen thuộc, khi nói về tiểu sử của những nhân vật có tiếng tăm, sầu má trong lịch sử, gia cảnh khó khăn hoặc là con nhà nòi, Nguyễn Văn Thiệu cũng không ngoại lệ. Tuổi thơ của ông khá dữ dội, sóng gió và vất vả. Ông mồ côi cha từ năm 11 tuổi. Học xong lớp 9, Nguyễn Văn Thiệu rời quê vào Sài Gòn, tá túc tại nhà người anh cả là Nguyễn Văn Hiếu để học nghề tại trường kỹ thuật Đỗ Hữu Vị. Người anh cha này đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời của Nguyễn Văn Thiệu khi là một chỗ dựa vững chắc giúp đỡ ông bất cứ khi nào. Sau năm 1945, ông vào Sài Gòn nhờ ông Nguyễn Văn Hiếu xin cho học trường hàng hải. Như hầu hết vua chúa từ cổ kim, tường vẽ cho rắn để tạo uy vũ cho người lãnh đạo. Thân thế của vị tổng thống đệ nhị Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng bị sự huyễn hoặc và bói toán che phủ, làm cho ta không biết đâu là hư thực. Nguyễn Văn Thiệu quả thật là có duyên với được binh nghiệp và thăng tiến rất nhanh. Pháp chủ trương Việt Nam hóa chiến tranh, hà hơi tiếp sức cho Bảo Đại lập nên cái gọi là quân đội quốc gia Việt Nam. Thì Thiệu là một trong số những học viên đời đầu của khóa sĩ quan khinh quân đầu tiên và trở thành thiếu úy cho quân đội Liên hợp Pháp vào năm 1949. Năm 1949 mãn khóa, ông Thiệu về phục vụ tại miền Tây Nam Phần, rồi được sang tu nghiệp quân sự tại Cô Quê Kỳ Đan. Ông cũng đã phục vụ cho các đơn vị tác chiến của quân đội quốc gia Tân Lập tại Hưng Yên, Bắc Phần do Trung tá Dương Quý Phản chỉ huy. Năm 1955, ông là tư lệnh sư đoàn 1 bộ binh tại Huế. Khi ấy, quân đội Việt Nam Cộng Hòa được thành lập. Không lâu sau đó, ông ta lại được Ngô Đình Diệm thăng hàm đại tá, cất nhắc vào vị trí tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh, thay cho đại tá Hoàng A Sáng, một tay chỉ huy thiện chiến nhưng bất trị mà Diệm luôn nghi ngại. 3 năm sau, cụ thể là năm 1958, ông được thăng cấp trung tá là chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Chức vụ tăng lên, danh tiếng, địa vị tăng lên thì y quy cũng phải tỷ lệ thuận. Vì thế, trung tá Thiệu được cho đi du học, theo tu nghiệp các khóa quân sự cao cấp về tham mưu, chính trị tại các quân trường của Hoa Kỳ như là Port Leavenworth, Fort Bliss cũng như là Okinawa, Nhật. Khoảng thời gian từ năm 1959 tới năm 1963, ông yên vị trong chức tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đồn trú tại Biên Hòa. Vị thế của ông lại nhích thêm một bậc khi ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông tham dự cuộc binh biến và được thăng thiếu tướng làm tư lệnh quân đoàn 4. Cứ đều đặn vài năm một lần, cấp bậc của ông lại thay đổi. Ngày 18 tháng 1 năm 1965, Văn Thiệu được thăng trung tướng là đệ nhị phó thủ tướng trong nội các Trần Văn Hương. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, quân đội Việt Nam Cộng Hòa chính thức đổi thành quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày này, Trung tướng Thiệu được Hội đồng Quân lực cử làm Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, hay nói cách khác là quốc trưởng. Gừng càng dài càng cay, sự nghiệp của ông đã chạm đến đỉnh cao khi đắc cử Tổng thống đệ nhị Cộng hòa miền Nam vào ngày 4 tháng 9 năm 1967. Trong nhiệm kỳ này, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã thực thi được nhiều cái quan trọng về giáo dục, nông nghiệp. Tháng 4 năm 1972, khi nhận quyền tái đắc cử Tổng thống lần thứ 2 của Nguyễn Văn Thiệu. Tháng 3 năm 1975, sau khi Ba Mê Thuột bị quân đội nhân dân Việt Nam đánh chiếm và quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản kích thất bại, Nguyễn Văn Thiệu tỏ ra lung túng rồi quyết định rút bỏ toàn phần cao nguyên Trung Phần. Sai lầm chiến lược đó đã đưa đến những cuộc tháo chạy hỗn loạn các tỉnh Tây Nguyên và bị quân giải phóng miền Nam tấn công và gây thiệt hại nặng. Sau đó, các tỉnh duyên hải miền Trung cũng thất thủ. Vài tuần cuối cùng trước khi cuộc chiến kết thúc, ông Thiệu giữ cho mình một lối sống low key. Ông lui vào trong tin độc lập ngày càng nhiều hơn, ngày càng ít nói chuyện với các cố vấn hơn,
ngay cả cố vấn cao cấp Mỹ, người có thể nói là thân thiết, cũng hiếm khi thấy ông trong những ngày tháng 4 năm 1975. Điều gì đã làm cho Thiệu trở nên thất thểu đến thế? Có chăng điều đó phần nào liên quan đến ngày 25 tháng 3 năm 1975 khi ông vua Faisal của Saudi Arabia bị cháu mình ám sát chết? Cái chết của vua Faisal lại làm choáng váng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu và các cộng sự ở Thế Độc Lập. Vua Faisal chết mà Nguyễn Văn Thiệu tưởng như là chính mình cũng chết. Bởi lẽ nó liên quan đến những cam kết bí mật về tài chính của ông vua xứ dầu lửa này với chính quyền Sài Gòn. Bấy giờ, chính quyền Sài Gòn đang hấp hối về mặt tài chính, nhưng gặp phải những kẻ móc túi hay là mắc phải các bệnh mãn tính của giới trẻ hiện nay vào dịp cuối tháng, viêm màng túi. Các tài liệu lưu trữ cho biết rằng cái túi viện trợ khổng lồ của Mỹ chỉ còn cái nịt. Khi đó, ông Thiệu phải tìm cách làm cho nó đầy trở lại. Để làm đầy lại cái túi đó, kẻ lênh đênh giữa cơn sóng khủng hoảng tài chính không còn một cách nào khác, buộc phải túm lấy, bám víu vào bất cứ cái phao nào xuất hiện. Thì tình cờ thay, vua Faisal đã va phải vào ánh mắt của Nguyễn Văn Thiệu. Đầu năm 1975, vua Faisal đã bí mật đồng ý trên nguyên tắc cho chính quyền Sài Gòn vay dài hạn mấy trăm triệu USD với lãi suất thấp. Số tiền này được dùng để vực dậy nền kinh tế và mua thêm nhiên liệu đạn dư cho quân đội Sài Gòn. Hoặc nếu không đủ tới đến thế, thì Saudi Arabia sẽ đứng ra bảo đảm cho Việt Nam Cộng hòa vay viện trợ quân sự của Mỹ để mua thêm súng đạn của Mỹ cho tương thích với vũ khí Mỹ đã đổ vào miền Nam trước đó. Đúng thực sự là một trò lố, chết đến nơi rồi nhưng vẫn cứ phải làm sang. Nhưng mà ai mà biết được, sống chết có số, và đúng một cái, vua Faisal bị ám sát chết. Đời người chấm hết trong chớp mắt và kéo theo đó là đi đời nhà ma, kế hoạch của Nguyễn Văn Thiệu khá chắc chắn về sự tiêu tùng của Việt Nam Cộng hòa. Việc đối tác bị ám sát, rõ ràng ông Thiệu chưa từng ngờ tới nhưng cũng chẳng phải là không thể xảy ra. Ngay sau khi được tin vua Faisal bị ám sát chết, Tổng thống Thiệu đã chỉ thị cho Ngoại trưởng Vương Văn Bắc bay sang Saudi Arabia. Mục đích của chuyến đi của Ngoại trưởng Bắc là xin quốc vương Khaled, thừa kế vị vua Faisal, tiếp tục đồng ý cho Việt Nam Cộng hòa vay tiền như phụ vương của ông ta đã hứa trước khi bị ám sát. Tất cả những gì mà ông Thiệu nhận được ngày 11 tháng 4 trong bưu điện gửi về của ông Bắc là niềm tin và hy vọng. Ông Bắc thông báo là đã nhận được những bảo đảm vững chắc từ phía quốc vương mới và thủ tướng Saudi Arabia. Tôi hy vọng là quyết định về khoản tiền và phương thức viện trợ sẽ được chính phủ Saudi Arabia cứu xét sớm. Không lạc quan thì biết phải làm gì đây? Ông Thiệu biết rõ rằng việc thương thuyết về tiền của Saudi Arabia phải mất ít nhất 4 tháng, trong khi Việt Nam Cộng Hòa thì không chờ được nữa rồi. Số mạng của chế độ này chỉ còn được tính theo từng ngày. Do đó, Tổng thống Thiệu bèn tính tới một nước cờ khác. Số tháng 4 năm 1975, chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì như một bệnh nhân dương tính với Covid-19, thậm chí đến mức hấp hối, nhưng mà còn nước thì còn tát, còn thở là còn gỡ. Ông Thiệu đã tiếp đón tham mưu trưởng lực quân Mỹ Frederick C. Whelan tại Sài Gòn. Phía tướng Mỹ cùng ekip sang Việt Nam để tìm biện pháp khẩn cấp cứu lấy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trong cuộc gặp gỡ này, ông Thiệu đã đề nghị Mỹ tăng viện trợ quân sự khẩn cấp để chặn bước tiến của quân giải phóng. Ngoài ra, ông Thiệu còn yêu cầu Hoa Kỳ cho máy bay B-52 ném bom giải thảm để bảo vệ Sài Gòn. Như vậy, Hoa Kỳ phải viện trợ quân sự khẩn cấp cho chính quyền Sài Gòn với số tiền là 722 triệu đô. Sau đó, tướng Whelan bay về California tường trình với Tổng thống Gerald Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger. Ngày 10 tháng 4 giờ Washington, Tổng thống Ford đọc bài diễn văn quan trọng trước Quốc hội về tình hình Việt Nam và Campuchia. Ông ta yêu cầu Quốc hội chấp thuận ngân khoản 722 triệu đô để viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam Cộng Hòa và giao luôn cả deadline để Quốc hội phản hồi lại là 9 ngày sau, tức là 19 tháng 4 năm 1975. Thật khó hiểu là Việt Nam Cộng Hòa đã ăn mày còn đòi xôi gấc, hạch sách đủ điều. Chính người của Việt Nam Cộng Hòa, đại sứ Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Phượng trong bức điện đánh về cho ông Thiệu cũng nhận định được rằng tình cầu một ngân khoản lớn như thế chắc chắn sẽ gây ra kinh hoàng và la ó tại Quốc hội Mỹ. Không, vì đại sứ đã dự đoán sai về thái độ của Mỹ khi ấy, nhưng về bản chất thì chuẩn không cần chỉnh. Chẳng có một tiếng la ó kinh hoàng nào, chẳng ai thèm bàn về lời thỉnh cầu, mà nó đúng hơn là hạch sách của Việt Nam Cộng Hòa, vì yêu cầu đó chết rồi. Theo như lời của thượng nghị sĩ Jackson đã tuyên bố thẳng thừng về yêu cầu của Tổng thống Ford trên tờ New York Times ngày 12 tháng 4. Có lẽ neuron thần kinh và tư duy của vị Tổng thống này hoạt động khác từ bình thường, thậm chí là không bình thường. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, ông Thiệu bảo tôi thảo cấp một lá thư cho Tổng thống Ford đề nghị vay 3 tỷ đô trong 3 năm, chia ra mỗi năm 1 tỷ đô. Theo kế hoạch, nếu tại Washington tôi dò xét thấy có triển vọng nào về khoản vay đó, thì đánh điện về ngay để ông Thiệu ký thư và trao cho đại sứ Mỹ Martin. Theo lời Tổng trưởng Nguyễn Tiến Hưng,
Ngày hôm sau, 15 tháng 4 năm 1975, Tổng trưởng kế hoạch Nguyễn Thế Hưng bay sang Mỹ để cùng Ngoại trưởng Ngô Văn Bắc xúc tiến vận động hành lang vụ vay 3 tỷ đô nói trên. Ông Hưng đã mang theo lá thư của ông Thiệu gửi Tổng thống Ford, trong đó có đoạn: "Tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi Quốc hội cho Việt Nam Cộng Hòa vay dài hạn 3 tỷ đô chia làm 3 năm, lãi suất do Quốc hội ấn định và xin triển hạn 10 năm trước khi trả vốn và lời. Tài nguyên dầu hỏa và canh nông của Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng làm tiền thế thân cho món nợ này. Khi một con người bị rơi vào đường cùng, họ có thể làm được gì? Liệu họ có sẵn sàng đánh đổi tất cả để giành lấy sự sống?" Xét với trường hợp của Nguyễn Văn Thiệu, có lẽ ông ta đã đi ngược lại với điều mà tổ tiên dân tộc Việt Nam ta đã làm bấy lâu nay: chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước. Sự cố gắng đêm cố chấp của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là đáng khen, vì mục đích của ông là cứu được Việt Nam Cộng Hòa thoát khỏi cơn khủng hoảng. Nguyễn Văn Thiệu đã cố gắng lần cuối trước khi từ chức viết thư van nài Tổng thống Ford cho vay nợ vì tự do. Nhưng liệu cơn tuyệt vọng cộng với tham vọng có khiến cho Nguyễn Văn Thiệu mất đi lý trí, mất đi lòng tự tôn dân tộc mà không cần mặc cả lãi suất vay nợ và còn đem cả tài quyền đất nước ra thế chấp? Thưa ngài Tổng thống, tôi đề nghị ngài yêu cầu Quốc hội Mỹ đồng ý cho chúng tôi vay dài hạn lần cuối cùng số tiền 3 tỷ Mỹ Kim được phân chia trong 3 năm và kỳ hạn hoàn trả là 10 năm với mức lãi suất do Quốc hội Mỹ tự quyết định. Tiềm năng về dầu hỏa và nguồn lợi về nông nghiệp của chúng tôi sẽ thế chấp cho món nợ này. Số tiền vay này được gọi là Freedom Loan sẽ cho phép chúng tôi có một cơ hội để được tồn tại. Trong giờ phút vô cùng khẩn thiết này, chúng tôi mong muốn ngài thúc giục Quốc hội xem xét dễ dàng và cấp bách lời yêu cầu được vay số tiền vì tự do nêu trên của chúng tôi. Đây là hành động cầu xin cuối cùng mà chúng tôi, một người bạn đồng minh, gửi đến nhân dân Mỹ. Ông ta cứ sung sướng lấy tài nguyên canh nông, tiềm năng xuất khẩu gạo ở miền Nam và tài nguyên dầu hỏa, mỏ dầu có trữ lượng lớn vừa phát hiện ở thềm lục địa Việt Nam ra để thế chấp. Chưa dừng lại ở đó, hai khoảng thế chân khác cũng được đưa ra để mặc cả với Mỹ để tăng tính hấp dẫn của việc cho Việt Nam Cộng Hòa vay nợ. Đó là số tiền 100 triệu USD mà quốc vương Hallett hứa cho vay. Còn khoảng thế chân cuối cùng chính là 16 tấn vàng dự trữ đang nằm trong căn hầm của Ngân hàng Quốc gia ở Bến Trương Dương. Nói hết nước hết cái, lôi hết tất cả những gì mình có và thậm chí là sẽ có dù là mỏng manh ra. Tuy nhiên, đề nghị vay nợ này bị Quốc hội Mỹ bác bỏ. Khi các lực lượng quân sự của quân đội nhân dân Việt Nam và quân giải phóng miền Nam Việt Nam sắp giành được chiến thắng, do sức ép lớn từ các tướng dưới quyền, ông từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975, trao quyền cho Phó Tổng thống Trần Văn Hưng lên làm Tổng thống. Khi từ chức, Nguyễn Văn Thiệu đã xuất hiện trên truyền hình suốt 3 giờ đồng hồ tuyên bố từ chức. Dẫu sử sách ghi chép rằng ông sinh năm 1923, cầm tinh con lợn, nhưng có lẽ ông phải là con cá cuống, vì vị Tổng thống này chết đến đít vẫn còn cay. Ông dùng những giây phút cuối cùng trên cương vị một người có tầm ảnh hưởng để trách móc việc thoái thác nhiệm vụ của Mỹ bằng những lời cay cú công khai như: các ông đã tìm đường rút lui cho danh dự. Hiện nay, khi quân đội chúng tôi thiếu vũ khí, đạn dược, máy bay trực thăng, không có máy bay B-52 yểm trợ, các ông đòi hỏi chúng tôi là một điều không thể làm được, giống như dùng đá lấp biển. Giống như các ông đưa cho tôi chỉ có 3 đô la mà thúc giục chúng tôi đi bằng máy bay, ghế hạng nhất, mướn phòng 300 đô la một ngày ở khách sạn, ăn 3 hay là 40 bít tết và uống 7-8 ly rượu tay một bữa. Đấy là điều kỳ quặc không bao giờ làm được. Ông Thiệu đổ lỗi thất bại là do người Mỹ bằng những lời lẽ nửa tức giận, nửa thách thức. Mỹ đánh không lại Cộng sản nên bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa đánh một mình thì làm sao ăn. Có giỏi thì Mỹ vô đây lần nữa và thẳng hơn cả ruột ngựa lên án Hoa Kỳ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Đã mất công nói rồi thì phải nổ cho chót. Ông vẫn không quên tô vẽ tên tuổi mình. Dù mất một Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, quân đội vẫn còn một Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, đồng bào có một chiến sĩ Nguyễn Văn Thiệu. Tôi nguyện sẽ chiến đấu kể bên cạnh anh em chiến sĩ. Nhưng mà lời nói gió bay, Nguyễn Văn Thiệu bỗng trở thành một cánh chim rối gian. Hành động của ông vả chan chát những gì ông nói trước đó. Vì chỉ 4 ngày sau, Nguyễn Văn Thiệu đã bí mật lên máy bay thoát khỏi Sài Gòn vào đêm ngày 25 tháng 4 năm 1975. Cuộc ra đi của Nguyễn Văn Thiệu diễn ra bí mật cho đến tối, dưới sự sắp đặt của Thomas Pogger, trưởng CIA ở Sài Gòn. Để cho việc ra đi được danh chính ngôn thuận, Trần Văn Hương ký quyết định cử Nguyễn Văn Thiệu là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa đến Đài Bắc để phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Dù thực ra, Tưởng Giới Thạch đã chết từ trước đó 3 tuần. Cho tới cuối đời, Nguyễn Văn Thiệu vẫn không nguôi nỗi oán hận quan thầy, mặc dù đã phải bó thân về ở trên đất Mỹ. Cựu phụ tá đặc biệt Nguyễn Văn Ngân nhận xét rằng Tổng thống Thiệu đã mang mối hận thù xương tủy người Mỹ đến tận cuối đời. Nguyễn Văn Thiệu đã bày tỏ ý nguyện rằng nếu có thể,
ông ta muốn xác của mình được hỏa táng để đem cho cốt về Việt Nam, bằng không thì sẽ giải xuống biển, chứ không muốn chôn cho lòng đất Mỹ. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, ông ngã bệnh và qua đời, hưởng thọ 78 tuổi. Video đến đây là hết rồi. Anh em có suy nghĩ sao về cuộc đời cũng như những quyết định, quan điểm sống không màng con mắt người đời của Nguyễn Văn Thiệu? Hãy để lại comment ở bên dưới cho tôi biết nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại trong số tiếp theo.